thế giới đổ dồn sự chú ý về Việt Nam khi lần đầu tiên nơi đây hội tụ những trí tuệ hàng đầu thế giới, khi lần đầu tiên một giải thưởng toàn cầu được khởi xướng và tổ chức tại Việt Nam, 1.134 đối tác đề cử từ 71 quốc gia ở 6 châu lục, 599 đề cử được gửi đến, trong đó 100 đề cử thuộc top 2% các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới, 43 dự án xuất sắc, vinh danh 4 công trình kiệt xuất, đột phá, tiên phong, có tác động tích cực lên cuộc sống của hàng tỷ người trên trái đất. Lễ trao giải VinFuture đã trở thành sự kiện tâm điểm của giới khoa học toàn cầu và Việt Nam. Với hơn 3.000 tin bài trong nước và quốc tế, 1,6 triệu lượt xem trực tiếp và trực tuyến, sự kiện lễ trao giải VinFuture đã góp phần nâng tầm vị thế đất nước Việt Nam trên bản đồ khoa học và công nghệ toàn cầu, kết nối cộng đồng khoa học công nghệ trong nước với các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Những khoảnh khắc dâng trào của cảm xúc, đó là ấn tượng của sự chỉn chu đến từ sự đón tiếp nồng hậu mà trọng thị. Đó là sự hoàn mỹ của một sân khấu đẳng cấp và tinh tế. Đó là sự thăng hoa khi hội tụ tài năng hàng đầu quốc tế, nghệ sĩ John Legend, huyền thoại của thế giới, tiếng đàn của thiên tài piano Đặng Thái Sơn, cùng một Việt Nam mê hồn với áo dài, nón lá của nghệ sĩ ưu tú Linh Nga. Và đó là khoảnh khắc vỡ òa hạnh phúc của người được vinh danh chiến thắng. Với mỗi người Việt Nam, VinFuture còn là sự tự hào kiêu hãnh của dòng máu Việt. Khi lá cờ tung bay trong tiếng nhạc quốc ca, khi những biểu tượng văn hóa Việt, trống đồng, hoa sen được tôn vinh, khi kỷ niệm chương VinFuture được sản xuất hoàn toàn thủ công mạ vàng bởi nghệ nhân người Việt với hình tượng chữ V đầy ý nghĩa, và khi bằng khen của các nhà khoa học chiến thắng được sử dụng chất liệu giấy gió truyền thống, như một lần nữa khẳng định những niềm tự hào chân quý của người Việt gửi tới bạn bè quốc tế. Nơi khoa học kiệt xuất gặp gỡ nghệ thuật đỉnh cao, nơi kết nối trí tuệ, trái tim và niềm tin của con người trên toàn thế giới, nơi người Việt Nam tự hào tôn vinh với những giá trị bản sắc văn hóa Việt với bạn bè quốc tế và liên tục vươn tới những đỉnh cao.